Tỉnh Tây Ninh, tỉnh Gia Lai và Thừa Thiên Huế vừa tổ chức tiếp nhận các công dân trở về từ các nước và tổ chức cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tối qua phối hợp tiếp nhận 292 công dân trở về từ nước ngoài qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Số người cách ly đợt này có 123 người là cư dân vùng biên và 169 người nhập cảnh bằng hộ chiếu, trong đó có 7 trường hợp phải cách ly y tế. Từ tình hình dịch COVID-19 bùng phát ở Campuchia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã nhất trí tạm dừng các hoạt động qua lại, buôn bán tại các cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 3. Tính đến 7 giờ ngày 19 tháng 3, Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng An ninh Trung đoàn 991 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận cách ly y tế 79 công dân Việt Nam về nước. Ngay tại nơi đón tiếp, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, cấp phát khẩu trang, rửa tay, ngâm chân trong dung dịch sát khuẩn. Đội ngũ y bác sĩ hướng dẫn cách tự phòng chống dịch bệnh. Đêm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và cách ly 69 công dân trở về qua cửa khẩu La Lây và cửa khẩu Lao Bảo. Qua kiểm tra, tất cả 69 công dân trở về đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào bị sốt hay ho. Các công dân được cách ly tại trường quân sự tỉnh. Mặc dù Lào vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm COVID-19, song để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe cho các công dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiến hành các thủ tục cách ly theo quy định.